Chào anh em, nay là một trận banh của mình với lại mấy anh em Hades. Đó, mấy anh em đang khởi động trong kia, chờ đội bạn vào và làm một trận banh vào chiều thứ ba hàng tuần tại sân Football Arena. Ok, thì khởi động tí rồi mọi người chờ xem nha. Nay có hai bạn: Hà Nguyên Tùng, Đinh Thành, Trường Sơn, Khánh Bèo mặc đồ đẹp ghê đó. Đang ép cân á nè, hình như là đang ép cân hay sao đó. Mặc đồ kinh khủng nè. Hùng Xu, Lê Sơn, Cá Trình, Mười Tình, Chắc Kỳ Trung, Khánh Chó và anh Duy. Rồi, ok, chờ xem nha. Mình có thể nhỏ xíu rồi.
Quan sát thì bắt rồi á thì mình chạy ra chỗ khác. Ok, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cứ thẳng rồi. Không né, đúng rồi, đúng rồi, không né. Lên. Đi trả đứng lão đi luôn á. Đấy. Đổ phòng ra đấy, nghe ta miếng vào không? Bắt kìa.
trả sau Nha Quang nha. Cá lô. Cá lô, cá lô. Sao Quang. Ồ, chú ơi, chú ơi. Đi, còn xiết luôn. Mày, 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 mày,
tay cái điện tay thôi. Dây. Bỏ rồi. Ăn tắt. Sơn qua
đi biên. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi đi biên. Ừ. Đúng rồi. Lấy. Phiên bản HD. Ok, là bạn này ngày mới tha xíu nha.